Thời gian qua, báo Tầm Nhìn nhận được phản ánh của bạn đọc về dự án Venada Resort tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình do công ty cổ phần du lịch Cúc Phương làm chủ đầu tư, thi công và mở bán rầm rộ không phép, núp bóng dưới vỏ bọc là dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Ngày 6 tháng 7 năm 2019, tại khách sạn Hà Nội DU và ngày 15 tháng 9, tại trung tâm dự án Venada Resort, chủ đầu tư là công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương đã công khai mở bán các sản phẩm bất động sản của dự án này. Theo quyết định số 07, ngày 4 tháng 7 năm 2019 của công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương do chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Lê Cúc Thịnh nêu rõ, chủ đầu tư cam kết mua lại sản phẩm dự án với giá trị bằng 110% giá trị hợp đồng mua bán sau 3 năm, cam kết chia lợi nhuận nếu ủy thác cho thuê theo tỷ lệ 85/15. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2019, ông Lê Cúc Thịnh lại tiếp tục ký quyết định số 08 về việc ban hành chính sách bán hàng nêu rõ tặng một cây vàng SJC 9999 cho mỗi căn biệt thự nghỉ dưỡng khi mua hoặc đặt cọc thành công, nhận được trả trước lợi nhuận 12% giá trị biệt thự trong 2 năm đầu tiên. Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 3 ngày 16 tháng 5 năm 2019, mục tiêu của dự án cải tạo đất hoang hóa đá lộ đầu, xây dựng khu du lịch sinh thái và biệt thự cho thuê phục vụ nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước. Thế nhưng thực tế, dự án liệu có mang được nhiều lợi ích xã hội hay là miếng bánh cho chủ đầu tư sinh lời? Sau gần 2 tháng đặt lịch làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan mới sắp xếp buổi làm việc với phóng viên. Tại buổi làm việc có ông Trịnh Đức Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đại diện các phòng ban của huyện. Ông Trịnh Đức Hưng khẳng định, nếu chủ đầu tư cố tình không thực hiện đúng mục tiêu của dự án, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh quyền quyết xử lý theo quy định, đồng thời khuyến cáo các khách hàng, cá nhân, người dân trước khi đầu tư vào dự án này phải nghiên cứu kỹ, tránh rủi ro khi đầu tư vào khu du lịch. Là căn cứ vào các cái giấy tờ mà cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư và anh đã chủ nhà đầu tư anh thực hiện sai thì cái đó anh phải xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu như mà anh cố tình làm sai thì đương nhiên phải có thể là cái thẩm quyền của cơ quan cấp phép đầu tư có thể là người ta đình chỉ, có thể là thu hồi. Đại diện phòng kinh tế hạ tầng khẳng định, thời điểm này, công ty Cúc Phương giao bán các sản phẩm bất động sản Venada Resort là sai quy định, không đúng với mục tiêu của dự án. Chúng tôi khẳng định là thông tin để bán là sai quy định. Nếu thời điểm này là nếu anh này bán cũng chưa thể bán rồi, huyện đã kiểm tra rồi, yêu cầu rồi, không thể bán được. Như vậy, việc mở bán các sản phẩm bất động sản Venada Resort của công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương đang diễn ra rầm rộ. Phải chăng đây là dấu hiệu huy động vốn biến tướng của chủ đầu tư? Nếu việc này tiếp tục được triển khai, thì các khách hàng, cá nhân và người dân địa phương cần tìm hiểu kỹ chính sách mua bán theo đúng quy định, đặc biệt là thận trọng khi đầu tư vào dự án tại đây, tránh rủi ro. Đồng thời, theo Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan khẳng định, đến thời điểm này, phía công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương chưa bán được bất cứ sản phẩm bất động sản nào. Hay nói cách khác là chưa có việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản với các tổ chức, cá nhân có đúng hay không? Vì sao các cơ quan chức năng không yêu cầu công ty Cúc Phương thu hồi các quy định, các quảng cáo về chính sách bán hàng của công ty, không có chế tài gì để xử lý việc giao bán này? Báo Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.